bắt đầu từ sáng ngày 21 tháng 5, tại 67 đơn vị công an cấp xã và 8 đơn vị công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã bắt đầu triển khai thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, ô tô. Hầu hết người dân đến đăng ký đều rất phấn khởi, đồng tình với chủ trương của Bộ Công an trong việc đăng ký xe cơ giới đường bộ. Anh Nguyễn Văn Tạo, ngụ khóm 1 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, hành nghề vận tải hành khách. Cách nay khoảng 10 ngày, anh mua một ô tô tải và qua các báo đài nắm được thông tin bắt đầu từ ngày 21 tháng 5, Công an huyện Trần Văn Thời sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp biển số xe ô tô, mô tô cho người dân có hộ khẩu trên địa bàn. Chính vì vậy, dù là phải chờ đợi vài ngày, nhưng anh vẫn phấn khởi mang xe đến đăng ký tại công an huyện, nơi cách nhà anh chưa đầy 4 cây số. Tất cả các quy trình đến cấp biển kiểm soát chỉ dọn dẹn trong khoảng 10 phút. Nói chung là rất là phù hợp cho người dân, lý do là người ở địa phương nào được đăng ký ở địa phương đó rất là thuận tiện cho bà con chúng tôi. Nói chung là chúng tôi là thuận tiện là không mất công, rồi còn mà ra chờ đợi khi ở tỉnh. Còn ở nơi đây thì nói chung là rất là ít xe, đăng ký rất là dễ dàng, mau, gọn lẹ cho chúng tôi. Theo quy định, ngoài công an thành phố Cà Mau, có 67 đơn vị công an cấp xã trong tỉnh đủ điều kiện thực hiện đăng ký xe mô tô cho người dân có hộ khẩu sinh sống trên địa bàn. Dù là ngày thứ Bảy, lần đầu tiên mua xe mô tô, theo quy định trước, phải mang xe đến huyện đăng ký. Thế nhưng anh Trần Quốc An, ấp Tân Thới A, xã Tạng Khương Đông, huyện Đầm Dơi, biết chủ trương của Bộ Công an về phân cấp đăng ký phương tiện, nên anh chủ động mang xe đến công an xã Tạng Khương để được đăng ký. Tôi thấy đây là một chủ trương hết sức đúng đắn. Tại vì với lý do đó là trước đây thì mình đi xa, mình phải đi tới huyện, mà hiện nay về được công an xã. Thì như vậy tôi chứng tỏ là tôi thấy đây là một cái điều kiện là hết sức thuận lợi cho bà con nhân dân. Mà riêng bản thân tôi là tôi thấy đây là một điều kiện rất tốt để tạo thuận lợi cho những hộ dân khó khăn, điều kiện đi xa xôi mà hôm nay đến trực tiếp tại xã công an xã Tạng Khương Đông. Là tôi thấy đây là hết sức là cái chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mà đặc biệt là của Bộ Công an. Theo đánh giá của người dân, khi đến đăng ký cấp biển số xe đều được cán bộ nơi đây niềm nở, hướng dẫn tận tình, chu đáo, qua đó tạo thêm mối quan hệ gắn kết cũng như tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an tỉnh Cà Mau trong lòng nhân dân. Ban chỉ huy công an thường xuyên là quán triệt là việc nâng cao cái hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong công tác đăng ký quản lý xe mô tô đối với cấp xã và lực lượng cảnh sát giao thông. Thì cái thứ nhất là phải chấp hành nghiêm cái điều lệnh của nội vụ của công an nhân dân, là kính trọng lễ phép đối với nhân dân, tận tình hướng dẫn nhân dân thực hiện các cái thủ tục, cải cách cái thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian là đăng ký trong giờ, tránh cái phiền hà cho nhân đi lại tốn kém về kinh phí. Song bên đó thì chúng tôi cũng nghiêm cấm những cái lực lượng mà lợi dụng cái đăng ký để có cái những sách nhiễu, hách dịch với quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định, chủ trương phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô cho công an cấp huyện, cấp xã là đúng đắn, hợp lòng dân. Tuy còn gặp một số khó khăn, nhưng công an tỉnh Cà Mau vẫn nỗ lực quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại trong việc đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ.